Em xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh Thanh Tùng Solar. Các bác thường xuyên phải bơm nước cho đồng ruộng ở những khu vực xa nguồn điện hoặc là nơi không có điện, hoặc là như anh em chạy xe tải đường dài thường xuyên phải bơm nước mui hoặc là bơm nước tắm rửa cho gia súc gia cầm thì có thể chọn mua những cái mẫu bơm chạy điện ắc quy này bên em. Kết cấu của những cái mẫu bơm này có thể chạy điện trực tiếp từ ắc quy hoặc là có thể chạy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời mà không cần qua thiết bị trung gian. Hai mẫu bơm này là động cơ không sưởi than, chính vì vậy nó rất là bền và tiết kiệm điện các bạn. Đầu tiên là mẫu 24V, công suất là 440W. Tiếp theo là mẫu 48V cho tới 72V, công suất là 400W. Công suất này nó cũng khá là thông dụng và phổ thông các bác nhé. Nó vừa phải, nên là anh em đầu tư về ắc quy hoặc là đầu tư về tấm pin mặt trời thì nó cũng rẻ hơn. Hai mẫu này nó cho lưu nước đầu ra rất là lớn các bác nhé, từ 8 cho tới 12 khối trên 1 giờ các bác. Ưu điểm của cái dòng bơm thả chìm này là rất khỏe các bác, đặc biệt là nó an toàn, tiết kiệm và lắp đặt nhanh. Những cái mẫu bơm hút đẩy thì một mình nó làm hai công việc, vừa hút vừa đẩy, thì chắc chắn nó sẽ không thể khỏe bằng những cái dòng bơm thả chìm này. Nó chỉ làm một chức năng là đẩy nước đi các bác, có nghĩa là khi anh em sử dụng anh em cứ thả xuống nước thôi. Đấy, anh em kẹp vào bình ắc quy là nó chạy thôi, không cần phải mồi nước gì cả. Đây là cái mẫu này rất là khỏe, nó hút đáy tốt các bác nhé. Cả hai mẫu bơm thả chìm này đều hút đáy rất tốt các bác nhé, hút cặn bẩn các thứ bên dưới rất là tốt. Đầu tiên giới thiệu tới anh em là mẫu bơm 24V 440W này. Tiếp theo là mẫu bơm chạy điện từ 48 cho tới 72V, công suất 400W. Sau đây thì bên em sẽ báo giá nhanh để anh em đang có nhu cầu có thể tham khảo luôn về giá. Đấy, sau khi báo giá xong thì bên em sẽ quay chi tiết thông số từng sản phẩm các bác. Đấy thì mẫu bơm 24V công suất 440W này. Đấy, có giá là 1,5 triệu các bác nhé. Mẫu này có giá là 1,5 triệu. Tất cả thì hai mẫu bơm này đều sử dụng động cơ không sưởi than nên rất là bền bỉ và tiết kiệm điện các bác. Bơm sử dụng điện áp tiêu chuẩn là 24V, còn giải điện áp đầu vào của bơm là từ 20 cho tới 35V, nên anh em có thể chạy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời. Công suất là 440W và mẫu này nó cho lưu nước đầu ra từ 7 tới 12 mét khối một giờ các bác nhé, và có thể đẩy cao tối đa là 11 mét. Cái mẫu bơm này thì bên em cũng rất hay bán cho những anh em chạy xe tải đường dài hay sử dụng để bơm tắm rửa cho gia súc gia cầm, rất là tiện. Anh em đi đường cứ gặp sông suối là mình thả xuống thôi. Những cái xe tải mà tải trọng lớn ấy, thì thường sử dụng bình ắc quy 24 các bạn, có nghĩa là hai bình ắc quy 12V nối tiếp nhau, thì anh em có thể chọn lựa cái mẫu bơm này thì nó rất là phù hợp. Dùng anh em cứ kẹp vào bình ắc quy là chạy thôi. Giải điện áp vào của nó là từ 20 cho tới 35V các bác nhé, nên anh em có thể kết hợp trực tiếp với những cái tấm pin mặt trời nữa mà không cần qua thiết bị trung gian. Đấy, thì tấm pin mặt trời thì anh em có thể sử dụng tối thiểu là 2 tấm 250W. Đấy, để chạy các bác nhé. Thì cái mẫu này thì nhà sản xuất có thiết kế cho anh em là những cái đầu cút này, tặng kèm anh em 3 cái đầu cút này. Đấy, rất là linh hoạt trong việc anh em sử dụng ống, dù anh em có ống nào thì mình sử dụng đầu cút đó, rất là tiện. Đấy, thay thế rất là nhanh các bác nhé. Anh em cứ vặn vào thôi. Đấy, đây là ống 40. Nó to nhất của nó là đi theo bơm nó là ống 50. Ống này ống to nhất đấy các bạn. Còn ống 40 và ống 25. Thì anh em cần đẩy cao và đẩy xa thì mình dùng ống 25 các bác nhé. Đấy, ống 25 thì anh em có thể sử dụng ống 27. Đấy, hình thức bên ngoài đây các bạn. Mẫu này nó rất là chất lượng, động cơ không sưởi than các bác nhé. Đấy, kể cả những cái chặn rác này các bác này, chặn rác này cũng rất dày dặn luôn. Cái chặn rác này để tránh rác thải to nó cuốn vào động cơ các bạn. Nó chất lượng từ dây điện luôn các bác nhé, quai sách rồi dây điện đều chất lượng luôn. Mẫu này nếu anh em mà đang có hai tấm pin mặt trời công suất khoảng 300W mà kết hợp nối song song các bác nhé, chạy. Đấy, còn tiếp theo đây là cái mẫu bơm
48 cho tới 72V. Mẫu này thì được thiết kế ra để thường thường hay sử dụng cho xe đạp điện các bạn. Đấy. Mẫu này nó sử dụng cho tất cả các loại xe đạp điện 4 bình, 5 bình và 6 bình đều có thể sử dụng được các bác nhé. Điện áp, giải điện áp đầu vào của nó từ 40 cho tới 85V cơ. Đấy, anh em cứ dùng cái rắc này cắm trực tiếp vào cái cổng sạc trên xe đạp điện, xe máy điện là sử dụng thôi. Đấy, ống ra của nó là ống 27. Đấy, đây là thông số kỹ thuật các bạn. Đấy, bơm công suất là 400W. Đấy, lưu lượng đầu ra tối đa 80 khối một giờ. Đấy, đẩy cao tối đa là 20m. Thì hôm trước thì cũng có một khách hàng có hỏi em là có mẫu bơm tõm nào có thể sử dụng cho giếng khơi mà đẩy cao được khoảng 15m không, thì hôm nay em cũng trả lời luôn bác là đây, cái mẫu bơm này các bác nhé. Mẫu bơm này có thể là sử dụng cho giếng khơi mà có độ sâu 15m, đẩy thoải mái luôn. Đấy, mà lưu nước đầu ra của bơm này rất là khỏe. Đấy, nó không có cái mẫu bơm 12V nó không đẩy được đâu các bác nhé. Anh em chỉ sử dụng ít nhất là hệ 24 hoặc là 48, hoặc dùng bơm hỏa tiễn thôi. Nếu mà hệ 12 thì mình nên dùng bơm hỏa tiễn. Mà bơm hỏa tiễn thì thường thường là cái lưu nước đầu ra của nó cũng không được khỏe lắm các bác. Muốn khỏe thì anh em lại phải mua những cái máy công suất lớn, mà máy công suất lớn thì đầu tư nó rất nhiều, đầu tư về bình, về tấm pin nó cực kỳ nhiều luôn, thành ra nó khó tiếp cận hơn. Bên em thì thường thường hay bán những cái dòng bơm thông dụng. Thông dụng thì sau này đồ đạc thay thế nó dễ này, và quan trọng là chi phí đầu tư nó rẻ các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thì anh em cứ cắm vào xe đạp điện, xe máy điện thôi. Nhất là khu vực nông thôn thì thường thường các bác hay đi ra đồng ruộng bằng xe đạp điện, xe máy điện, thì anh em sử dụng cái này tưới tiêu cực kỳ tiện luôn. Cứ cắm vào, các loại xe đạp điện đều dùng được hết các bác nhé. Kể cả xe 3 bình cũng có thể chạy được. Đấy, dây của nó dây rất là to và có sẵn rắc rồi. Và với cái giải điện áp đầu vào rộng như này thì với việc sử dụng với tấm pin mặt trời thì nó lại càng dễ các bác nhé. Đấy, kết cấu của nó chạy trực tiếp với tấm pin mặt trời luôn, không cần qua thiết bị trung gian. Đấy, anh em có tấm pin mặt trời thì có thể kết nối trực tiếp vào. Đấy, cứ miễn là cái tấm pin mặt trời của nó phải công suất phải ít nhất là phải bằng hoặc lớn hơn các bác nhé. Thì với cái bơm 400W ấy, hoặc là 440W thì anh em nên sử dụng. Đấy, tấm pin tiêu chuẩn nó phải chênh 200W so với công suất thực của bơm. Có nghĩa là với cái bơm 400W thì anh em nên sử dụng tấm pin 600W trở lên. Đấy, thì nó mới là tiêu chuẩn các bác nhé. Tại vì khi nó khởi động ấy, nếu mà cái lượng điện vào nó không đủ thì nó sẽ không khởi động được các bạn. Đấy. Nhất là những cái dòng bơm không chổi than này thì nó cần một cái điện áp vào rất là chuẩn các bạn. Nó không giống như cái dòng bơm có chổi than đâu. Có chổi than thì đôi khi yếu một chút nó vẫn chạy. Thế nhưng mà dòng này thì nó phải cần cái công suất đủ. Bên em ngoài hai mẫu bơm này ra thì vẫn còn những cái dòng bơm hỏa tiễn chuyên dụng cho giếng khoan, chạy điện từ 12V cho tới 60V. Và những cái dòng bơm hút chân không để anh em sử dụng cho những cái giếng khoan mà có cái ống nhỏ. Đấy, hoặc là những cái dòng bơm thả chìm, bơm tõm giá rẻ nữa. Đấy, chạy điện từ 12 cho tới 60V. Đấy, giá cũng cực kỳ là tốt. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ.